Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vụ án Tịnh Thất Bồng Lai sẽ không còn một ai có thể yên thân. Nhiều năm qua có ít nhất trên dưới 100 bài báo, tin tức, phóng sự truyền hình về Tịnh Thất Bồng Lai. Một số vị chức thắc sắc tôn giáo cỡ to, một số quan chức trực tiếp đăng đàn để phát biểu hoặc được dẫn lời đã mở màn cho làn sóng YouTube bàn luận và điều tra việc này và quy tội có lẽ đến hàng ngàn clip. Ông Lê Tường Vân, năm nay 87 tuổi, quê ở Tân Châu, An Giang, lên Sài Gòn sinh sống ở Hóc Môn, cùng mấy anh em trong một khu trang trại lấy tên là Trung Tâm Tông Đức. Họ nhận nuôi một số trẻ mồ côi, nhận giúp đỡ những người phụ nữ cơ nhỡ. Trẻ em trong nhà được học hành bình thường. Đây là hình ảnh cụ ông Lê Tường Vân và năm chú tiểu. Việc nuôi dưỡng này hoàn toàn tự lực, không kêu gọi ai giúp đỡ, hỗ trợ. Nhân chứng là Lê Minh Tú, trẻ mồ côi được nuôi dưỡng, nay trưởng thành, đã đi làm, sống riêng và một số người từng sống trong trung tâm này xác nhận. Khu vực trung tâm Tâm Đức bị giải tỏa, ông Lê Tường Vân về xã Khánh Hòa, Đức Hòa mua đất, xây nhà mới lấy tên là Tịnh Thất Bồng Lai, tiếp tục nuôi dưỡng số trẻ mồ côi cũ và nhận thêm một số trẻ vẫn tự lực như trước đây. Ông thờ cúng Phật trong nhà, cạo đầu, mặc áo nâu, các em trong nhà cũng tương tự. Hoàn toàn không xưng là Phật giáo Việt Nam, cũng không truyền đạo hay các hoạt động tôn giáo nào ngoài gia đình. Trong xưng hô, các cháu gọi ông Tường Vân là thầy ông nội, chứ không gọi là đại đức, thượng tọa hay hòa thượng. Rõ ràng là về sinh hoạt và ngay cả cách xưng hô, ông đã thể hiện sự tách bạch khác biệt với Phật giáo Việt Nam và việc thờ cúng trong gia đình của ông hoàn toàn phù hợp với luật tôn giáo và tín ngưỡng của Việt Nam. Luật đã không cấm người ta thờ Phật, cũng không quy định nào bắt người ta phải thờ Phật, cạo đầu, phải đăng ký với giáo hội Phật giáo Việt Nam cả. Nhưng chỉ vì các tội cạo đầu, thờ Phật mà không đăng ký với giáo hội Phật giáo Việt Nam, nên ông đã bị giáng một số chức sắc Phật giáo cho rằng giả tu để lừa đảo. Ở đây xin nói thêm một chút là Nam Bộ, mà nhất là An Giang quê của ông, cái nôi của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương với phương châm tu tại gia, học Phật tu nhân, đơn giản các nghi tiết giáo luật. Hàng vạn người theo đạo này hoặc sống và hành xử theo phương châm này mà không hề đăng ký với ai cả. Đây là hình ảnh một buổi hành lễ của tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương dưới tượng Phật Di Lặc trên núi Cấm, An Giang. Chính sự nhầm lẫn này của các vị chức sắc đã mở đường cho những cơn bão dông liên tục đổ xuống nơi ông. Năm 2014, em Huyền Trân, một trong những trẻ trong khu vực được ông nuôi, đoạt giải Á quân The Voice trong trang phục màu áo nâu, đội mũ, ni, gây sự chú ý. Từ tiếng vang của cuộc thi, có nhà hảo tâm ở Úc tài trợ tiền cho ba em Huyền Trân, Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên đi du học. Nhưng trưởng công an xã Khánh Hòa ra giá làm chứng minh thư là 300 triệu. Vụ việc được tố cáo, trưởng công an bị kỷ luật, điều chuyển đi nhưng các em không được làm chứng minh nhân dân. Huyền Trân được học bổng của trường quốc tế ở Sài Gòn, vừa đi học chữ, học thanh nhạc, vừa đi hát, vừa phụ giúp chăm các em. Vào năm 2019 và năm 2020, năm em tuổi thiếu nhi của trung tâm của ông liên tiếp đoạt giải cao nhất của game show Thách Thức Danh Hài. Số tiền hàng trăm triệu đồng thì áp lực của giáo hội, chính quyền đối với ông càng tăng lên. Họ phải đổi tên thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Năm 2019 lại bùng lên sự kiện em Duyễn My, sinh viên năm thứ nhất, quen với Huyền Trân trong lần đi chùa, sau đó đã đến xin tu ở nơi ông và được nơi đây đồng ý nếu có sự đồng ý của cha mẹ và có đăng ký tạm trú với chính quyền. Trước đó Diễm My đã đi quy y ở một ngôi chùa khác. Sau đó nổi lên sự kiện cha mẹ Diễm My dẫn 50 người đến bao vây, đập phá khu vực của ông, một người trong Tịnh Thất bị thương vào mặt, thương tích tới 13%. Đây là hình ảnh sau khi bị 50 người xông vào nhà đập phá hành hung, các sư thầy phát hiện mất 305 triệu trong hai căn phòng và một viên ngọc thạch trưng bày ngoài sảnh cũng bị mất. Lý do cuộc xâm nhập này là vì tìm con bị bắt cóc, bị dụ dỗ, nhưng Diễm My không có mặt ở đây. Sau vụ xung đột, Diễm My lại đến nơi ở của ông, xin ở lại tu và xác nhận được cha mẹ đồng ý và đăng ký tạm trú ở đây. Mấy tháng sau, công an huyện có giấy mời Diễm My lên trụ sở công an rồi mất hẳn liên lạc với trung tâm của ông. Gần đây có clip
của Diễm My kêu cứu là em bị công an bắt giao cho cha mẹ giam giữ em gần một năm. Trong thời gian bị giam giữ, em bị cha xâm phạm thân thể. Gia đình đã mời Thích Nhật Từ đến bản Mưu để đàn áp nơi ông đang nuôi dưỡng các đứa trẻ. Cũng nhân danh chống Covid, công an đã bắt toàn bộ những người trong khu nhà của ông đi cách ly. Do đó, ông đã gặp rất nhiều khó khăn. Chính quyền và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục áp lực đòi giải tán, đòi tịch thu và di rời các tượng Phật trong trung tâm của ông. Thích Nhật Từ có nhiều bài viết, clip thuyết pháp úp chụp cho trung tâm của ông và Diễm My với lời lẽ nặng nề. Mạng xã hội đã xuất hiện nhiều kênh YouTube đưa thông tin, hình ảnh bịa đặt vu cáo cho trung tâm của ông là giả sư trục lợi, soi mói phân tích đủ các hoạt động của trung tâm này. Điều đáng nói là các YouTube đã vi phạm nghiêm trọng về quyền thân nhân của cá nhân, nhất là các em trò trẻ nhỏ mồ côi ở đây. Họ bịa đặt bình luận người này với người kia, trẻ này là con của ai, trẻ kia là con của ai và không tự rõ nguồn gốc từ đâu. Cũng không cần biết đúng sai, họ lôi cả những giấy tờ tùy thân của các em đưa lên YouTube để bình phẩm chứng minh cho lập luận của mình. Và điều này hoàn toàn vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Đây là hình ảnh cuộc đấu tố tập thể với cụ ông Lê Tùng Vân, trong đó có Lê Thanh Minh Tùng, tức là bìa phải, tự xưng là con trai ruột của cụ Lê Tùng Vân, nói rằng mình là sản phẩm của những hoạt động của cha mình. Họ nhân danh luật pháp để trà đạt lên luật pháp. Báo chí, đài truyền hình VTV, HTV, Long An dẫn những lập luận úp chụp của Thích Nhật Từ và các YouTube khác phát sóng và bôi nhọ trung tâm của ông. Mới đây, một nữ đại gia lại mở phiên tòa đấu tố tập thể tham gia diễn đàn ấy còn có một đứa con nuôi. Phản chắc, một đôi vợ chồng bị chính đứa con gái của mình tố cáo ngược đãi, giam giữ trái phép, lạm dụng thân thể đến mức cháu đã phải trốn chui lủi một năm qua. Cụ Tường Vân và trung tâm của ông tự khoe khoang sự rốt nát và độc ác của mình, hứa hẹn sẽ tiếp tục tấn công vào những người bất hạnh. Các cháu nhỏ sống tại trung tâm của ông không chỉ hay đi dự thi mà các cháu còn tự sản xuất các chương trình ca nhạc, tiểu phẩm đưa lên YouTube của những chương trình hấp dẫn thu hút hàng triệu người xem chỉ bằng các phương tiện đơn giản, chỉ với nội ngoại thất đơn giản của trung tâm của ông. Không cần phải quảng cáo, không quần lè lẹt. Ba thế hệ trẻ được ông Tường Vân nuôi dạy đã trưởng thành như Minh Tú, Thất Nguyên, Hoàng Nguyên, thế hệ kế tiếp là Huyền Trân và cuối cùng là năm đứa bé hiện nay cho thấy là rất thành công cả về năng lực lẫn đạo đức. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 1, 11 năm 2021 với bản tin vụ án Tịnh Thất Bồng Lai sẽ không còn một ai có thể yên thân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.